Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy Từ Hảo Tân Hưng Long An cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thời gian gần qua cô bác chị em luôn theo dõi kênh máy của em cũng như ủng hộ máy bên em nha. Thì hôm nay em về được một động cơ máy dầu nhỏ HA4B. Con này nó 4 ngựa bác chị em. Dòng tua nó 2400. Con này em mới vệ sinh rửa gáy. Con này heo nhỏ quá chị em, để cái sạch sẽ ra ngoài em chưa xịt dầu quá chị em. Con này nguyên trạng nó nguyên kia vậy đó, nó là chưa có sơn dặm, chưa có xịt dầu xịt mỡ gì hết. Em quay trước cho bác chị em xem, em xong rồi em bắn qua lớp dầu ha, nhìn nó đã bóng cực kỳ luôn, và nước sơn nó cũng còn cực kỳ lắm quá chị em, rất lớn luôn. Rồi đây mấy cái động cơ mà vừa qua em quay em xịt dầu trước đó, có nhiều cô bác chị em hiểu lầm, thấy nó bóng quá trời đó, tưởng đâu là máy sơn lại sơn vào bóng nha cô bác chị em đó. Thì hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo thêm cái động cơ này thì cực kỳ luôn nha. Thì em quay máy cho cô bác chị em nghe tiếng máy của nó nè, đã lắm cô bác chị em ơi, con này quá đỉnh luôn, tiếng máy nó chạy phê lắm, nhớ cái trong máy tinh luôn, đã dữ dằn. Ghê quá nha, cực kỳ. Phê lắm. Không dài không? Kỳ lắm nha. Bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em cái động cơ này nha. Của bác chị em có nhu cầu sử dụng ủng hộ cho em cái động cơ HA4 này nha. Con này em cam kết nguyên zin nguyên bản rồi bác chị em. Không sơn, không dặm, không chế cháo, tàu lao mới lao gì hết. Đó. Cực kỳ lắm. Bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em. Cô bác anh chị em xem kênh em nhớ đăng ký kênh giúp giùm em nha. Cho em xin một like, một chia sẻ của anh chị em. Thì không có tốn tiền của anh chị em, nhưng mà cô bác anh chị em có lợi nhuận rất là cao. Đến khi mà cô bác anh chị em đăng cái động cơ nào lên đó thì nó sẽ gửi thông báo đến cô bác anh chị em. Cô bác anh chị em kịp thời theo dõi kênh của em, một động cơ đó thì nó sẽ hiển thị rất là nhiều động cơ khác của nhiều anh em khác người ta đăng, người ta bán đó. Thì rất là có lợi ích của anh chị em đó. Thì cô bác anh chị em ơi, giá của động cơ này nó trên 5 triệu quá chị em. Trên 5 triệu, có chị em có thể tham khảo giúp giùm em. Nếu mà thấy hài lòng thì em muốn ủng hộ giùm em nha. Rồi, em xin chào. Hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.